những món quà vật gợi nhớ về tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X đời đầu, quế kem mút kẹo kéo kẹo dẻo trái cây kem túi kẹo bông là những món quà vật gắn liền với tuổi thơ của các thế hệ 8X và đầu 9X cùng trở về quá khứ cùng những món quà vật quen thuộc này. Kẹo bông ngày còn được mẹ đưa đến lớp cây kẹo bông là thứ quà xa xỉ với chiếc máy nhỏ nhắn nằm gọn sau xe đạp làm từ miếng tôn bo tròn. Bác bán kẹo chỉ hơ chiếc đũa thần trong đó một loáng là được cả cây kẹo to, và những giải đường mịn bám lấy thanh tre khi ấy là cả bầu trời tuổi thơ kỳ ảo của biết bao thế hệ 8X, 9X, sữa chua hũ, sữa chua túi. Những túi nước đá có hương vị sữa chua này, từng một thời, khiến nhiều người mê mẩn, chỉ với khoảng 1.000 đồng là có thể mua, được gần chục túi sữa chua này. Kẹo dẻo trái cây, hộp tròn tròn, chứa mấy hạt kẹo dẻo khi lắc lên nghe lọc sọc là món khoái khẩu. Mà các 8X, 9X bây giờ nghĩ lại, vẫn thòm thèm. Ngày xưa, một hộp thế này chỉ có 500 đồng thôi. Kẹo kéo, kẹo mạch nha. Đây có thể nói là một trong những món ăn vặt bất hủ, mà 8X nào cũng, đã từng một lần, được nếm qua, mỗi chiều. Lũ trẻ con thường chỉ trông ngóng. Để, được nghe tiếng kèn của ông bán kẹo dạo, tiếng dao mới hay làm sao, kẹo kéo vừa dẻo vừa thơm đây. Cô nào trồng bỏ trồng chê, ăn miếng kẹo kéo trồng mê lại liền. Chỉ chờ có thế, ai cũng có thể dốc sạch túi, để mua bằng được một ít kẹo dẻo thơm, ngon ngọt hoặc suốt ngày chờ nhà có vỏ chai, dép rách để mang đổi. Cái cảm giác được ngậm một miếng kẹo nhỏ trong miệng, để vị ngọt mát của nó lan dần ra, cộng hưởng vị thơm bùi của lạc và cả miếng bánh quế giòn tan mới tuyệt làm sao. Không màu mè hay kiểu cách kẹo kéo mộc mạc với vị thơm thơm, ngọt lịm và bùi bùi cực kỳ dân dã. Kẹo c, những viên kẹo đựng trong chiếc hộp vuông xinh xinh này có giá bán rất rẻ chỉ khoảng 1.000 đến 2.000 đồng, hộp hoặc kẹo xê hình trái tim chỉ 500 đồng một hộp là món quà sang đối, với nhiều 8 ích thửa nhỏ. Kẹo ô oh mai anh đào cũng là món khoái khẩu của trẻ em thời bấy giờ với mức giá chỉ 500 đến 1.000 đồng, túi, kem mút, những năm 1990 đổ về trước, các thức quà bánh còn chưa nhiều. Thế, nên những cây kem mắt lạnh đựng trong chiếc thùng xốp cũ kỹ của bác bán kem đi rong luôn là mơ ước của mọi đứa trẻ, cắn, từng miếng kem nhỏ. Nghe vị ngọt tan trong miệng quả là niềm mơ ước của bất cứ đứa trẻ nào cho dù thứ ke mấy chỉ là nước lã, chút đường, sữa phẩm, màu pha loãng, bột trái cây, mấy hũ bột nho nhỏ to hơn ngón chân cái chút xíu bên trong có chứa bột trái cây đủ mùi là món khoái khẩu của bao thế hệ. Kẹo cao su con vẹt, những chiếc kẹo ngon ngọt, nhai lâu này từng làm nhiều đứa trẻ ngày đó mê mệt. Kẹo cao su con vẹt, sau đó là kẹo cao su viên bi với các màu xanh đỏ đã gợi về ký ức tuổi thơ của không ít người khác với những chiếc kẹo cao su hiện. Tại, những đứa trẻ nhỏ thuộc thế hệ 8X khi ăn kẹo cao su con vẹt xong còn có thể liếm nước bọt và xăm hình ở tay, quế cay. Nhiều bạn trẻ ngày nay chắc hẳn không thể nghĩ rằng quế cay lại là một món vặt không thể thiếu đối với tin thế hệ trước, được đóng trong những chiếc túi ni lông nhỏ hoặc trẻ hẳn thành khúc quế là món ăn vặt quen thuộc với nhiều 8X, bỏng gạo, sẽ là vô cùng thiếu sót. Nếu ta không nhắc đến những loại bỏng gạo, bỏng ống không chỉ thơm ngon, mà còn được lũ trẻ nghịch ngợm rủ nhau dùng chúng như thanh kiếm hay cây gậy trong những lần chơi đánh trận bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại